Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 35 thì thầy đã quay xong cho em ở tiết 1 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài 35 tiết 2. Ta sẽ bắt đầu đi sang phần 3 các em nha. Giải pháp hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các giải pháp cần được con người thực hiện đồng bộ, tích cực và liên tục nha. Sử dụng tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch, tăng cường đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng và xe điện. Thì bữa nay ở Việt Nam của mình á, thì em thấy là cái xe điện đang rất phát triển, đặc biệt là có tập đoàn VinFast, cái đó nào, nào là ô tô điện này, xe máy điện này, xe đạp điện, và không phải bán ở trên thị trường Việt Nam không, mà còn ở trên thị trường ví dụ như là Mỹ chẳng hạn. Và hiện nay thì tập đoàn VinFast cũng đang cho đưa vào xe điện, ví dụ như VF3, VF9, VF5 rồi đó, để mà chạy xe xanh FM. À, nghĩa là nó sẽ giảm thiểu được các cái lượng khí thải ra ngoài môi trường, để hạn chế cái việc mà gì em làm cho hiệu ứng nhà kính và làm cho trái đất nóng lên. Ưu tiên sử dụng xăng pha ethanol sinh khối biodiesel. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cho thầy cái phần hoạt động gồm có 4 câu này. Em hãy phân tích ý nghĩa của các việc làm theo gợi ý dưới đây và thuyết phục mọi người trong cộng đồng cùng thực hiện này. Đề xuất với gia đình một giải pháp để thay thế một phần năng lượng hóa thạch đang sử dụng. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ, tại sao chúng ta phải thay thế cái năng lượng hóa thạch để làm gì? Để chúng ta giúp giảm phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng hóa thạch, ví dụ như là xăng hoặc là dầu hoặc là dầu hóa chẳng hạn. Từ đó giảm lượng khí thải và tránh gây ô nhiễm môi trường, tránh gây biến đổi khí hậu, các em hiểu chưa? Hai là sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Sử dụng lại đồ dùng hay phân loại để cắt có thể chết, tái tạo các cái đồ dùng bỏ đi ấy. Thì cái việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng giúp giảm năng lượng tiêu thụ, ví dụ như chúng ta sử dụng đèn led chẳng hạn, các em hiểu nào, sử dụng đèn led thay vì chúng ta sử dụng bóng đèn chạy tóc. Và rác thải sinh hoạt giúp bảo vệ môi trường và cái tài nguyên môi trường, được chưa? Sử dụng phương tiện giao thông công cộng và xe điện giúp giảm lượng khí thải từ các phương tiện cá nhân. Tại vì khi mà mỗi người một xe, ví dụ ta đi xe máy hay là đi ô tô, cứ mỗi ông mỗi chiếc thì thứ nhất là gây ách tắc giao thông, thứ hai là cái việc mà tiêu thụ năng lượng thì nó rất là nhiều. Mà khi tiêu thụ năng lượng ví dụ như xăng hoặc là dầu diesel thì nó sẽ tạo ra một cái lượng khí thải rất là lớn vào trong môi trường khí quyển ha, và làm gây ô nhiễm và nó gây cho gây nên biến đổi khí hậu toàn cầu, được chưa nào? Sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường như sinh khối, xăng E5 hoặc là biodiesel. Như vậy thì nó mục đích là giảm ô nhiễm môi trường thôi, giảm khí thải. Cứ như vậy là chúng ta nói trình bày thôi, hiểu chưa? Đây nghe. 4 câu này. Đó, 4 câu nằm trong màn hình luôn ạ. Ta thể bấm trên màn hình lại để các em ghi chép nha. Ok. Ở đây người ta có hỏi thêm các em một câu này. Gia đình em và địa phương nơi em sinh sống đã có hoạt động gì để hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch? Thì ví dụ như là người ta hạn chế đi phương tiện cá nhân, thay vào đó chúng ta có thể đi bằng xe công cộng, ví dụ xe buýt hoặc là xe đạp công cộng. Hoặc là chúng ta đi di chuyển bằng xe điện, hoặc là người ta sử dụng các cái nguồn năng lượng sạch bằng cách lắp đặt cái hệ thống năng lượng mặt trời, và tuyên truyền, đặc biệt là phải tuyên truyền cho người dân sử dụng tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch. Ví dụ như là khi chúng ta sử dụng bếp ga chẳng hạn, thì cần đun thì chúng ta đun, còn không thì thôi, chúng ta có thể sử dụng bằng bếp điện chẳng hạn, hiểu không? Ưu tiên sử dụng xăng pha ethanol hệ sinh khối hoặc là biodiesel, được chưa nào? Và đặc biệt là bữa nay thì chúng ta cũng nên sử dụng xe điện để mà giảm cái việc mà cái khí thải nó vào trong môi trường, làm cho gây hiệu ứng nhà kính và làm cho trái đất nóng lên nha.
Rồi, ok. Ta sẽ đi sang trang 156. Ở cái phần này thì chúng ta đọc bài giùm thầy nha. Đây sang phần 3 là nguồn carbon trong tự nhiên. Một trạng thái tự nhiên của carbon. Thì trong tự nhiên carbon thì tồn tại ở dưới dạng là đơn chất, ví dụ như than chì, kim cương, hoặc là dạng hợp chất vô cơ, ví dụ CO2 này, hoặc là ví dụ CO3 chẳng hạn. Muốn carbonat thì trong đó nó không chứa carbon. Hợp chất hữu cơ, ví dụ hydrocarbon, carbon hydrate hoặc là protein. Ở đây là kênh thấy A, đây chính là kim cương. Kim cương thì như bản thân của thầy ấy nha, chưa được sờ kim cương trực tiếp em, chỉ thấy qua hình ảnh thôi. Còn than chì này thì nhiều. Than chì thì ví dụ như trong cái ruột bút chì á, nó cũng có than chì, hoặc là cái phần pin, cục pin nha, nó cũng có than chì nha. Phần này chúng ta có thể ghi vô để chúng ta học. Chu trình carbon trong tự nhiên và vai trò của carbon dioxide, nghĩa là CO2, thằng này là CO2 đúng không? Có chu trình này. Được chưa? Thì ở đây người ta yêu cầu em này quan sát hình 35.2 và cho biết vai trò của carbon dioxide trong tự nhiên. Được chưa nào? Các em thấy tất cả đều quy về CO2, từ quá trình quang hợp, hô hấp hoặc là sự trao đổi CO2, núi lửa phun trào, khí thải. Ok, thì nó tạo thành một chu trình này. Được chưa nào? Thì đây, ta có cái chu trình carbon với lại là cái vai trò của CO2. Ta thể dừng lại để ta ghi chép. Thầy nói cái máy này là em ghi mỏi tay luôn á, thầy nói thật sự luôn, ghi đuối luôn. Để mà cái này nha, mà không in sẵn như này mà thầy ghi á, một bài dạy như này chắc nó phải tầm tới mấy clip nếu mà thầy ghi mà không in sẵn như này. In sẵn thì thầy đi rất là nhanh, nhưng mà không in sẵn thì đi rất là lâu, đúng chưa? Rồi ok. Đây, chu trình carbon. Được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo. Ta sang bằng câu hỏi nha. Nêu các dạng tồn tại của carbon trong tự nhiên ở dạng đơn chất, hợp chất, vô cơ, hữu cơ. Thì cái này ta đã viết rồi. Dù đơn chất thì ví dụ than hay kim cương, vô cơ ví dụ như là CO, CO2, muốn carbonat. Hữu cơ thì ví dụ như hydrocarbon hoặc là protein rồi đó. Đây, câu số 1 này. Máy này thực chất thì người ta cũng đã đưa ra câu trả lời rồi, người ta hỏi lại thôi, đó là đâu, cung cấp kiến thức cho các em trước. Ta đi sang ở phần 2. Hãy liệt kê một số nguồn phát thải khí carbon dioxide và khí quyển. Một số nguồn ví dụ như là hô hấp của sinh vật, ví dụ con người chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta thì hít vào thì khí oxy và thải thở ra là tí khí CO2. Tất cả sinh vật khi hô hấp là đều như vậy. Đấy. Hoặc là quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, hoặc là cháy rừng, núi lửa phun trào. Ví dụ như chúng ta di chuyển xe máy đi. Ví dụ chúng ta di chuyển xe máy đi. Thì nó khi qua trong quá trình đốt cháy xăng chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra khí CO2 để vào trong khí quyển và gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục cái ý thứ hai này. Để giảm thiểu phát thải CO2 và khí quyển chúng ta cần làm gì? Thì chúng ta sẽ giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cái gây rừng, hoặc là tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, ví dụ xe điện chẳng hạn. Hiểu chưa? Đây, câu số 2 đầy đủ nè các em này. Ở trong câu này gồm có hai ý này. Ý thứ nhất và ý thứ hai. Ý thứ nhất là gồm có 3 ý. Ý thứ hai chúng ta trình bày gồm có 4 ý. Rồi, ok. Tiếp tục. Trình bày bằng bài viết hạt nối chu trình carbon trong tự nhiên thì đây. Ta trình bày này. Câu số phần câu câu hoạt động câu hỏi này, chúng ta trình bày cái này nha.
câu này này chúng ta trình bày ở đây. Được chưa? Thầy nói lại này, cái phần hoạt động này, chúng ta sẽ câu trả lời chúng ta là cái phần cả cái nội dung này nha. Cả nội dung này cho thầy là dùng để trả lời cho câu này này. Đó. Được không? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta sang phần 3 là nguyên nhân và hiệu quả của việc của hiệu ứng nhà kính, sự ấm lên toàn cầu. Thì về phần hiệu ứng nhà kính này thì thầy rất là hay nhắc tới. Nghĩa là khi mà hiệu ứng nhà kính á, thì nó làm cho trái đất nóng lên. Nóng lên thì làm cho ấm lên toàn cầu, thì khi đó băng tan rồi nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy nha. Phần này chúng ta đọc này này. Thời tiết cực đoan. Bữa nay chúng ta thấy là bữa nay nhiệt độ nó tăng lên tầm 40 mấy độ là bình thường em. Trước đây là khoảng tầm 39-40 độ là tắc thở không đều rồi. Nhưng bữa nay có thời ở Việt Nam, thầy đang nói Việt Nam nhé. Có lúc nó lên tới 41-43 độ là bình thường em. Và thậm chí có nước hiện tại trên thế giới là có nước đã lên tới 50 độ C rồi. Nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang trình bày về này. Bằng chứng của việc sự... bằng chứng của sự biến đổi khí hậu do việc gia tăng hiệu ứng nhà kính đó. Đó chính là sự gia tăng khí gì em, CO2 và khí metan là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính. Và hiệu ứng nhà kính làm cho nhiệt độ trái đất thì nóng lên, khiến cho băng ở hai cực tan chảy. Khí hậu trái đất thất thường kèm theo nhiều cái thiên tai, ví dụ như là bão, rồi lốc xoáy, rồi sấm chớp vân vân, rất là nhiều cái hệ lụy. Câu số 1. Rồi, ta sang câu số 2. Nêu một số biện pháp giảm lượng khí carbon dioxide ở phạm vi trong nước và phạm vi toàn cầu. Đây nghe. Thầy đưa ra luôn. Thầy em ghi chép, đọc nó cũng mệt quá. Vậy mấy cái này nói chung là toàn lý thuyết không? Đọc mỏi hết cả mồm em. Thầy thích bài tập. Có công thức, có tính toán, có suy luận, có viết phương trình, cân bằng phương trình. Nhưng mà cái bộ sách mới này thì chả có toán gì cả. Học giống như học đang học môn địa, môn văn vậy ha. Ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Câu số 3 này. Trên cơ sở một số hệ quả của sự ấm lên toàn cầu, em hãy dự đoán về các tác động tiêu cực trước mắt và lâu dài nếu không có biện pháp giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính. Được không nào? Thời tiết cực đoan, băng tan, rồi các kiểu ha. Câu số 3 này. Trong đây thầy giải thích rất kỹ rồi. Ta chỉ việc bấm trên màn hình thì các em ghi là các em sẽ hiểu thôi. Tại vì nó không quá khó. Tại vì những cái phần này người ta lặp đi lặp lại liên tục. Chủ yếu là năng lượng hóa thạch thì khi đốt cháy thì tạo ra khí thải thì nó gây hiệu ứng nhà kính. Mà gây hiệu ứng nhà kính thì gây các em nóng lên toàn cầu. Nóng lên toàn cầu thì nó băng tan thì nó kéo theo nhiều hệ lụy cho con người chúng ta, thiên tai lũ lụt vân vân, rất là nhiều. Vậy thôi, ta cứ hiểu nguyên theo logic như vậy là được. Nên là khi đó con người chúng ta cần phải sử dụng các năng lượng sạch, ví dụ như là năng lượng mặt trời hay năng lượng gió, gọi là những cái năng lượng tái tạo mà không có thải các cái khí CO2, khí metan đổ vào trong khí quyển, đã khá như thế. Rồi bây giờ chúng ta đi sang phần 2 câu hỏi này. Câu 1. Hãy cho biết nguyên nhân của sự gia tăng hàm lượng CO2 với lại CH4 trong khí quyển dẫn tới sự tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Thì nguyên nhân thì chắc chắn đó chính là do gì? Sử dụng cái năng lượng nhiên liệu hóa thạch. Ví dụ như là chúng ta di chuyển bằng phương tiện cá nhân, ví dụ xe máy, ô tô rồi các kiểu. Hay là khí ga, đốt cháy, cháy rừng rồi này, khí thải công nghiệp. Hiểu chưa? Câu số 2. Vì sao nhiệt độ trung bình toàn cầu lại tăng dẫn đến nước biển dâng? Hiện tượng này gây ra tác hại gì? Đây nghe. Sạt lở, lũ lụt, vân vân, cực kỳ nhiều. Câu số 2. Đặc biệt là những cái người dân mà đang sinh sống ở khu vực ven biển nghe.
ảnh hưởng rất là nhiều nha. Được chưa? Rồi, tới đây là thấy khỏe rồi đó. Giờ em đã học, đã ghi phần này vô, em có thể thì chúng ta đọc và trả lời cho thầy nha. Trong rừng, bảo vệ rừng, đi xe đạp điện rồi các kiểu ha. Hạn chế cái việc di chuyển bằng xe máy, các phương tiện cá nhân. Hạn chế chứ không phải là nó cấm. Sử dụng từ hạn chế. Nhưng mà thì clip hôm nay tới đây kết thúc. Tới cái chương 11, nghĩa là bài 36 này thì cô sẽ quay nha. Vợ thầy sẽ quay ở phần sinh học. Chúc em học tốt, bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.